Yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Các bạn đã từng nghe đến ông kệ môi hồng rồi đúng không? Trên kênh của mình đã từng làm một video chơi ông kệ môi hồng trên Roblox rồi các bạn ạ. Vậy thì khi mà có ông kệ thì chắc chắn là phải có bà kệ rồi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại và chơi bà kệ môi môi tím các bạn ạ. Vợ của ông kệ, ok. Và trước khi vào video thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đừng quên bật nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì đi xem bà kệ môi tím như nào thôi, let's go. Rồi các bạn ơi, đây là cái sảnh của bà kệ môi tím. Ui, xa xa kia là có một cái ông gì ấy, ông ấy đeo kính bốn mắt à. Mắt ốc chố lồi cái nào. Trời ơi, cũng đang tối rồi. Ơ cái gì đây? Poster vườn sao băng à? Cái gì đây? Anime animu wibu. Đấy, rồi chúng ta bắt đầu. Vào cửa đầu tiên đấy các bạn ơi. Ui. Nhê, cách bài trí không khác gì ông kệ môi hồng các bạn ạ. À. Ơ, mình nhớ là bà kệ mà thì sao lại có cả. Ôi ơi. Ông đeo kính thơm bà kệ các bạn ơi, BD à? À, không không, ông đeo kính thơm bà kệ thì không phải BD, chỉ có ông môi hồng thơm tự thơm ông môi hồng thì là BD đấy các bạn ơi. Còn bây giờ là ông sao sao bà kệ có cả ông đeo kính hay là đây là con trai của họ, con trai của ông của ông gì nhỉ, ông kệ môi hồng và bà kệ môi tím à? Áo thật đấy. Rồi ui, sao cái ông lại cứ gì đông thế, hai ông nối đuôi nhau một đoàn tàu nhỏ tươi siêu ai đồ ngu. Hai đoàn tàu tự dí vào mình gọi là ai cay thế nhở. Ủa biểu đường nào cũng rồi, ôi sao lại đi được một đường vòng này. Ái dài ai. Chạy các bạn ơi, chạy. Ui. Các bạn ơi, bây giờ tôi mới nhìn kỹ, từ nhá. Tôi phải chạy qua khỏi bà này đã. Bây giờ rồi tôi sẽ nhìn kỹ mặt của bà này cho đây, tôi sẽ nhìn kỹ mặt của bà này cho các bạn xem. Rồi, bà này bị Chicago các bạn ơi. Ăn đu đủ không cần thìa luôn. Nhìn, tôi không hiểu tại sao ông kệ môi hồng thì kiểu đầu chọc nhìn trông cũng bình thường thôi, nhưng mà sao gặp cái bà này trông chán đời vậy. Ấy, bà này là bà môi hồng nè, em gái của bà môi tím. Nhìn xấu vậy ta. Xấu như củ ấu trên rừng, nhìn như cái dây thừng buộc mũi trâu các bạn ạ. Này, khoan nào các bạn ơi, hình như là cái bà kệ môi hồng này đầu hơi hói nhá. Đầu hơi hói nhưng mà mắt long lanh nhỉ. Xinh hơn bà chị đấy, được. Ok. Đừng để hai cho hai bà này bắt được các bạn ơi. Ở dưới này đang có hai cái đầu nè. Ui. Nào chính xác tôi ra. Rồi qua luôn các bạn ơi. Ui. Dễ thấy tôi ạ. Ui, có một hòm vàng này. Ôi. Ngàn ai. Tham lam. Tôi đã biết thừa là người ta lừa tôi rồi, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào các bạn ạ. Vì yêu cũ đâm đầu. Đều. Lên. Nice. Lừa đúng không? Lừa thì dễ, tạm biệt. Đấy, ui, ở dưới này là dung nham các bạn ạ. Ui, đông ấy, cả họ nhà đang xông hơi sao? Nào! Ông kia trôn mình các bạn ạ, cay chứ nhở? Hít clit gồng có mông đi ấy. Đấy, xe. Lên luôn các bạn ơi, ui, dễ chưa? Các bạn nhìn phát tôi băng. À, ui, sắp sập, ui, xe. Tha minh, ông hoàng tha minh luôn các bạn ơi. Ui, bên nhảy bên nào trước nhỉ? Hai cái này nó có sập không ta? Nhảy đây. Ui. Mượt chưa, các bạn nói gì đi. Các bạn nói gì đi, cực mượt luôn đấy chứ. Rồi, màn 2 các bạn ơi. Ui, đo à? Giả lập chơi đo à? Không biết là đi vào đây nó có gặp mấy con nhiều figure hay là mấy cái con rust ở trong đo không ta? Ui, y hệt đo luôn lại còn từng gỗ. Ui, rõ ràng tôi vừa nhìn thấy ông này đứng ở đây xong bây giờ lại thấy đứng ấy, teleport à? Quá. À. Rồi, béo quá đúng không? Rồi mắt, ui, đóng cửa vào nhìn cái mắt, cái mũi vẫn còn ở kia kìa các bạn ơi. Nè. Ui, vẫn còn, nè. Rồi, ôi, như nào. Hello. Nhìn người run kìa. Sốt rét à. Đi được các bạn ơi. Rồi, màn thứ hai cũng qua là cực kỳ là dễ luôn đấy chứ. Làm cái gì khó hơn đi. Ủa, bắt đầu tôi thấy khó rồi nha, bắt đầu là có mê cung rồi. Tôi biết ngay kiểu gì trong này nó cũng có một cái gì đấy rình rập tôi mà. Rồi ôi. Nào con gì khó hơn thì đến nốt đi. Này, băng qua. Đồ ăn hại. Đây là con gái của bà môi tím. Vợ của ông môi hồng. Con gái của ông môi hồng và bà môi tím. Đại gia đình thôi các bạn ơi. À, lại còn có cả con chó nữa chứ. Có cả một cái tựa game mà chỉ có mỗi cái đầu của con chó các bạn ạ. Đấy, mình cũng đã từng làm game để ở con chú chó Shiba. Cả nhà xong rồi lại còn có cả nuôi chó nữa. Bố này có bố môi hồng, mẹ môi tím. À! Đấy, trời ơi. Đấy. Xù.
Trời ơi, thấy chưa, cái tài năng parkour của tôi không bao giờ bị mai một các bạn ạ. Qua bao nhiêu thời kỳ, kể cả bây giờ tôi không bị gọi là bị công an bắt nữa. Đấy, trước kia tôi hay bị công an bắt thì tôi lại gọi là đi vào vượt ngục. Đấy, nên là cái trình độ parkour của tôi gọi là thượng thừa. Ấy. Ấy sai. Qua ngay. Qua cửa 2 cực kỳ là dễ dàng. Từ nãy giờ là được bao nhiêu phút rồi? Ôi. Sao lại có mỗi 3 cửa đây là đến ôi đến boss rồi các bạn ơi. Vãi nhanh thế nhở? Bây giờ đánh boss à? Bây giờ làm sao? Ủa mình có khẩu pháo cúi này. Làm sao? Rồi ôi, bà kia sắp đai các bạn ạ. Ui, bà kia còn có laser. Ui, mình vừa vào phát bắn được vài cái là bà ấy sập rồi. Ê, cực gà luôn đấy chứ. Như nào, như nào. Ui, đứng ở đây để teleport xuống này à? Được đấy, được đấy. Wow. Đông vậy. Ui, một mình bà này mà bị bao nhiêu tiên lửa nó dí vào đít này thì bà sống nào được hả bà? Bà kệ mùi hả? Ui, 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 đầu bà ấy quay hip hop kìa các bạn ơi. Hip hop never die vậy. Ui, bà này bà ấy tập gym ở đâu mà cứ bắt bà to nhở? Hình như là ôi kìa, sợ hình như là mình nhảy xuống lava rồi sao ấy. Lại các bạn ơi. Đấy rồi. Đấy, hai vợ chồng đều đi tập gym. Ông kẹ môi hồng cũng có một cái phiên bản cơ bắp. Ui, có các bạn Thỏ Ngọc nè. Chào chị Thỏ Ngọc nhé. Rồi, chiến. Bà kẹ môi hồng nè. Rồi, bà kẹ môi hồng lại còn đồng hồi. Ôi. Bà ấy dí đít vào đầu mình các bạn ạ. Làm cho một quả xì hơi. Thôi bây giờ tôi nghĩ là chiến thuật của tôi là tôi phải đứng lên trên này tôi bắn. Đấy, ok, đứng lên trên này không bắn được các bạn ạ. Phải xuống tận nơi. Ôi tôi vừa xuống tận nơi vắt bà tan tành mây khói các bạn ơi. Gà, cực gà luôn đấy chứ. Ui các bạn ơi, ai cái gì đấy. Bây giờ là còn xuất hiện thêm cả con trai của bà ấy nữa. Anh này chắc là bị bố mẹ bắt học nhiều quá đúng không? Xong rồi hay là anh này chơi điện tử nhiều quá. Đấy, chơi điện tử nhiều quá là mắt chố lồi ra nhìn như con ếch các bạn ạ. À, mắt như cái đèn pha ô tô. Ui. Ây. Nó tông mình các bạn ạ. Ui lại còn có cả tay mò ra nữa. Ây, chết rồi. Không được. Đông quá nhở. Đông quá. Ơi trời ơi. Đây rồi. Chiến tiếp này. Xùi. Bắn phạm vào lỗ mũi ông đấy, bắn vào lỗ mũi ông ấy. Bam 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 bam. Ôi các bạn ơi, dính vào cái quả đạn đầu của ông ấy là bị mất 1/3 máu ấy, không phải dạng vừa đâu. Ai à. Xuồi, đầu lăn lông lốc như quả bóng luôn các bạn ơi. Gà, là còn có dâu nữa chứ. Thắng rồi. Xuồi, phá đảo luôn. Còn gì để nói nữa không? Rồi ơi. Rồi các bạn ơi, ôi, bây giờ mình còn có thả. Mình có thể ra để nói chuyện với bạn với hai cái người này. You win. Nhìn trông rồi. Người thì bé mà đầu thì to. Đầu to óc như con chim sẻ. Nói chuyện bà đấy mà. Ok, vừa nói chuyện phát. You so awesome. Vừa nói chuyện phát tan tành mới khó luôn các bạn ạ. Bà ấy sợ mình quá hay sao ấy. Ảo thật đấy. Còn ai nữa để nói chuyện nhỉ? Ui. Chào chào cô. Ui. Đấy, cứ vừa nói chuyện phát là lại bị tan tành nhá. Trời ơi. Rồi, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã đi tham quan xong nhà cả nhà của bà kẹ môi hồng hay là môi tím rồi các bạn ạ. Đấy. À, mình đã từng chơi ông kẹ môi hồng này, con chó của ông kẹ môi hồng này, bây giờ đến cả bà kẹ môi tím. Mình cũng đã phá đảo qua 3 tựa game rồi các bạn ạ. Và nếu các bạn thấy video này hay, để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, và đừng quên bật nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Peace.